Hello Vinh. Hello. Hello teacher. Okay, hello Vinh. Sorry. I cannot turn on my camera today. Yeah, What? I cannot turn on my camera today. It's Oh. broken. Oh. It's totally broken and I am a little bit sick. Hôm nay cô cũng hơi ốm nữa nên OK, vừa rồi là cô có một cuộc điện thoại. OK, nhưng mà là ý cô đang bảo là cô đang hơi ốm chút xíu nên là nghe giọng cô hôm nay sẽ hơi khàn ha Vinh ha. Okay. Right, Vinh, how was the test last Monday? It's still hot. Oh, it was a little bit hard. Nó vẫn khó hả? It was hard. Yeah. Was it a lot like flyers or mover? Nó có giống flyer hay là mover không? Nhìn nó cũng giống cả hai luôn ạ. Nhìn nó giống cả hai. Vậy thì chúng ta gặp khó khăn là gặp khó phần nào nhỉ? Em cũng không có gặp mà khó khăn nơi là cái gì là, nhưng mà không hiểu sao ở trong cái bài nó mới thi hôm thứ hai ấy, không hiểu sao lại không có bạn không có bài tô màu cơ ạ. Không có bài tô màu thì cái bài tô màu thường là nó quá dễ hoặc là bài tô màu tốn khá nhiều thời gian cho nên là không có, cũng cô cũng dễ hiểu. Tức là bởi vì khi mà thi tô màu ấy thì là nhà trường sẽ phải chuẩn bị màu cho Vinh đúng không? Nhưng mà mình có màu không? Hôm đấy cô nghĩ là Em có màu. em tự mang đi là đúng không? Nhưng mà có vẻ như là nhà trường sẽ không có đủ màu để cho tất cả các bạn ấy cho nên là sẽ không có tô. Đó, tất cả có nhiều bạn tô thì tô chậm nữa cho nên là làm cái bài tô màu thì nó tốn nhiều thời gian. Ok. Đâu vậy thì Vinh đã biết được kết quả chưa? Vinh đã biết kết quả bài thi chưa? Mà chưa biết Chưa biết là vẫn hồi hộp quá coi. ha. Nhưng mà vẫn là như nhưng mà muốn lọt được vào top 5 thì hơi bị khó ấy cô ạ. Ủa Vì phải chỉ là có mỗi năm bạn là xuất sắc nhất vòng thi cấp trường mới được đi tiếp thôi. ok khó thật. Nhưng mà đợt này mình thi là 100 bạn đúng không nhỉ? 100 bạn mỗi Ừ, trường. 100 bạn nhưng mà chỉ chọn ra Một 5 người thôi. Khó thật vâng. đấy. Rất là khó Phải luôn. được xuất sắc nhất cơ mới được Ừ. đi tiếp chứ không là loại. Rồi thì cô đang gọi là trà cho cũng vẻ khó khăn đấy. Vậy thì nếu như cho dù là được hay không được thì mình cũng đừng có buồn ha bên hát. Được hay không thì mình cũng vẫn cứ là mình tươi vui, mình nhìn thẳng vào phía trước đi. Có sao đâu, chỉ là một kỳ thi, một bài thi nhỏ thôi mà. Đó. Rồi, nhưng mà cái hỏi lại là cái bài thi hôm đó là Vân bảo là It was still hard là nó khó phần nào ha. Mình mới bảo xong Thì ấy cũng lại không hẳn là nó khó. không hẳn là nó khó. Thế vậy thì là sao? Thế Thì vậy thì là sao? Không hẳn là khó tức là sao? cũng không có khó quá ạ. Ok, Thì không có có khó. mỗi chỉ có mỗi tội là cũng Cái là đề dễ sai ấy hả? Hay sao? Hay là có còn nhiều ơi từ con không biết? bài thì cái bài go fishing cái câu bí nhất là cái câu có đáp án là any many every, nhiều đáp án Oh. nào là đáp án đúng hả cô? Any, many, every, cái đấy còn phải tùy vào câu hỏi nữa chứ. Ví dụ như là Mời any. nếu như em nhớ không lầm thì cái câu đó là but we don't dot 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 fish at the sea because it's some parts of the world. Thì em cũng chưa hiểu được nghĩa của nó là cái gì cơ ạ. Đáp án của câu này khả năng cao đó là Annie, bởi vì cô nghe Vân bảo là but we don't đúng chưa nào, take đó But chấm 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 fish như vậy đúng không? Đó thì chúng ta fish at the sea because chỉ it cần talks of the world. Thì em tới đây thôi là cô còn có chưa thể hiểu chỗ đoạn cuối nó là cái gì luôn cơ cô ạ. thì chúng ta chỉ cần chúng ta chưa cần hiểu ngay cái đoạn đằng sau mà chúng ta nhìn vô cái chỗ này trước đã là bên này thì chúng ta thấy gì don't được chưa nào, mà don't là gì, là có not đó được chưa, don't là có not, mà có not thì chúng ta sẽ phải đi kèm any cộng với danh từ được chưa nào. Đó ví dụ Hey. như là I Đó là don't lần này lại bị loại rồi, em chọn đúng cái chỗ every. rồi
Nhưng mà cũng có thể trường hợp đó là we don't take every fish, tức là sao? Don't take Every every fish, tức là không lấy fish từng thì con em một. chọn cái đấy. Nó sẽ có những cái nghĩa như sau này Vinh này. Đó là don't take every fish là không lấy từng con một, để chưa? Don't take any fish là sao? Không lấy một con nào. Không lấy một con nào. Còn câu nào nữa không ta? Còn đâu, còn cái từ là Many. don't take many fish nó không có nghĩa, nhưng mà ở đây chúng ta gọi là don't take many fish không lấy nhiều. Được chưa? Rồi, không lấy từng con một tức là sao? Don't take every fish tức là có khoảng một có khoảng 10 con cá đi. Don't take every fish tức là chúng ta chỉ lấy khoảng 8 trên 10 con thôi, được chưa nào? Được chưa? Vẫn hiểu chưa? Rồi, có 10 con cá thì chúng ta chỉ lấy 8 trên 10 con thôi. Còn không lấy con cá nào thì là có 10 con thì mình trả lại nguyên vẹn 10 con. Được chưa? Còn don't take many fish thì không lấy quá nhiều. Tức là 10 con thì mình chắc chỉ tầm lấy khoảng 2-3 con thôi. Đó thì là còn ít so với 10 con. Đúng chưa nào? Đó. Thì còn tùy vô từng trường hợp của ngữ cảnh nữa. Nhưng mà cô nghĩ là nếu như mà đúng mất thì có thể là don't take any fish. Đó. Don't take any fish không lấy bất kỳ con nào. Tức là đang nói về cái bài là đi câu cá đúng không nào? Ok, bài go fishing, bài đi câu cá thì người ta có thể là đi câu, sau đó là người ta thả cá ngay tại chỗ luôn Vân. Cho nên là người ta đi câu, người ta chỉ câu cho vui thôi. Câu xong về không còn con nào trong nộ trong 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 giỏ hết á. Đó. Ok. Rồi. Ok, rồi thì chúng ta cũng rút ra được một số cái kinh nghiệm là cái chữ mà any là hay là every và many là chúng ta có thể dùng cho câu này được ha. Nhưng mà nhớ cho cô, nếu như mà câu nào mà có not ấy, ví dụ như là do, do not để tạo thành đông nè, thì chúng ta cân nhắc các lựa chọn any ngay đầu tiên cho cô nhé, được chưa nào? Rồi, ok. Ok, Rồi, kinh nghiệm không biết làm bài lần là sau hồi học thôi. mà qua không biết là lần không biết hồi học kinh không biết là Cô đến cũng lúc biết kết quả thì em đứng hạng bao nhiêu không biết. Hồi hộp giống bên ghê luôn á. À, nhà trường có nói là khi nào trả kết quả không? Không biết rồi. Ôi không biết luôn hả? Rồi thế thì chắc là phải đợi ít nhất là 1 tuần hay là 2 tuần thì mới biết nè. Rồi thôi kệ đi bây Mùa giờ. tháng 3, tháng sau là thi tiếp vòng thi vòng cấp thành phố rồi. Ông mùng 1 tháng sau là đã thi rồi hả? Mùng 1 tháng sau phải Vâng. À mùng đúng 1. rồi Ơi. cô thử sắp xếp mua hộ em một vài ngày có được không? Tại vì mùng 2 tháng 3 là em thi cấp thành phố rồi. Nhớ AI cô. Thi IELTS hả Vinh hả? Vâng. À thi IELTS cấp thành phố ngày 2 tháng 3. Trời ơi, ngày 2 thì còn có bao nhiêu ngày nữa đâu. Đúng chưa? Còn vài ngày nữa nên là bây giờ cô ơi sắp Rồi xếp cho nó nhanh vô. thì để Em tối ơi, hôm nào rỗi thì cô à... cùng em làm vài cái bài thi thử ấy để sẵn sàng đi thi cấp thành phố sắp Ok. tới. Vậy thì cô hẹn ngày tối thứ hai được không nhỉ? Tối thứ hai Vinh. Tối thứ hai thì em lại bận học bài trên lớp rồi cô. Ai biết được. Thì bây giờ là từ thứ năm là ngày mùng 2 tháng 3 đúng không? Thì bây giờ Thứ chúng mình chỉ năm còn là chủ nhật thì sao của cô? chủ nhật thì cô sẽ hơi bận đó. Chủ nhật Chiều cô chủ hơi nhật. chiều chủ nhật đó, chiều chủ nhật 3 giờ đi ha, chiều chủ nhật 3 giờ được không nào? 3 giờ, 4 giờ. Sorry. Ok. Rồi, chiều chủ nhật 3 giờ ha, chiều chủ nhật 3 giờ. Rồi còn nếu như mà không ấy thì chúng ta sẽ phải rời vào tối thứ ba, tại vì tối thứ ba cô đang rảnh mà không biết mình có rảnh tối thứ ba hay không thôi. Cô thôi xong rồi cô ơi, tối thứ ba em ơi cũng phải học tiếng Nhật nữa mà không biết là thứ bảy chủ nhật này em học tiếng Nhật mà không biết là chủ nhật là học mấy giờ, liệu có vướng lịch này thi thử tiếng Anh cô ơi không nữa hình. Hì. Thôi vậy thì mình cứ sắp xếp là chiều chủ nhật trước ha. Chiều chủ nhật thì chắc là mình rảnh đúng không nè? Ok. Chiều chủ nhật là từ 1 giờ cho tới 4 giờ là cô đều rảnh hết, cho nên là ca nào cũng được ha. Ok. Rồi nhớ sắp xếp lại cho cô là ngày mai cô sẽ hỏi lại. Rồi Ok. bây giờ chúng ta quay lại bài học nè.
À, hôm bữa giờ là chúng ta đã dành khá nhiều thời gian để ôn tập cái các cái dạng bài thi của flyer rồi, nên là hôm nay là chúng ta đã sẵn sàng để qua bài mới luôn. Trong bài mới số 9 này, In My Classroom, thì chúng ta sẽ học về một số cái môn học hay là một số cái đồ dùng, đồ vật có ở trong lớp học ha Vinh ha. Ừ. Right. We will learn about things we see in the classroom. Okay. Before that, let's look at the new words. Chúng ta nhìn vô từ mới nè. Rồi, Ok. với từ break này, Vinh có hiểu là gì đây? Right, so what is the word break in Vietnamese? Break giờ ra chơi. Break giờ ra chơi thì nó sẽ được ký hiệu là chữ N mới đúng ha? Nếu như mà cô Ok. ký hiệu từ đó là chữ N, tức là nó đang là một danh từ thì nó chỉ sự vật, chỉ sự việc. Còn ở đây, break này nó đang được ký hiệu là V, tức là verb, là một động từ, là một từ chỉ hành động. À, vậy thì cái hành động nào mà có thể được viết bằng chữ break đấy? Làm vỡ. Đúng rồi, chính xác rồi. Break ở đây là làm vỡ. Good. Rồi, từ tiếp theo, Vinh biết từ này không? Từ thứ Metal. metal, very good. What is metal? What is metal? Rồi, chúng ta nhìn thử ha. Chúng ta sẽ có cái con dao này đúng không nhỉ? Rồi, if... từ từ. Cô hỏi... Metal, kim Đúng rồi. loại. Đúng rồi, chính xác rồi. Nếu mà cô tin vẽ con dao vào, nhưng mà nó sợ mất là lát nó đăng lên YouTube thì lại bị gõ đầu. Rồi. Ok, we have the ring, right? The ring is metal. Cái phần này của cái ring này nó sẽ là metal. Được chưa nè? Cái phần ở trên trên này của cái ring thì nó chưa hẳn là metal, nhưng mà cái vòng tròn này thì nó sẽ là metal. Or we have this, we have a tool. Chúng ta có những cái dụng cụ mà các cái chú thợ sửa hay mang theo đúng không nè? This is metal. Đúng chưa? This is metal. Cái này nó sẽ được làm bằng kim loại. Hoặc là what else is metal? Can you think of something that is metal? Oh, like this one. Do you know this one in English? This one. No. Hammer. Đúng rồi, hammer. Trời ơi, có phải cái hammer bao xấu luôn. Rồi, có phải cái bàn... Let me Okay. What else is... À, okay, let's see. Ok, cái này thì chắc là được ha. like a spoon. Đúng rồi, cái spoon chính xác. That's right. Spoon is also metal. Fork. Fork, that's right. The fork is also metal. Anything else? Anything else? Còn gì đâu? À, cái này không biết là Vinh có biết từ tiếng Anh không, nhưng mà cái nhà cô đang xài thì nó là metal đó. Okay, Oh. I have this at home, but this one is metal. And this is used for hanging clothes, thì chúng ta sẽ gọi là clothing hanger, nó là cái hanger, cái móc treo á, thì chứ that is I metal. know that my home has Oh yeah, your home has so many of them. Okay, very good. Oh so yeah, many. Oh, wait a minute. okay, this one is also metal. Vinh, this one is also metal. What is it? What am I trying to draw here? Else. What is it? What is Key. it? A key. That's right. Good job. Rồi đó. Like a what? Like a what? What is also metal? What is also metal? Wait What a minute. Oh. is also metal? Rồi, ok, có rất nhiều đồ mà được làm bằng metal mình có thể tìm thấy ở trong nhà mình ha. Nhưng mà mình biết được. What is it? Like a what? Like a what? Rồi, chúng ta thấy là let me see. Chúng ta thấy là có một số cái nồi niêu xoong chảo ở trong nhà của mình nó cũng là được làm. Pan. That's right, chính xác. A pan is also part metal. Cái chảo của mình nó cũng là một phần metal ở trong đó ha. Good. Rồi, ok, let's stop. Nhắc lại, metal là kim loại nói chung. Để chơi nào. Kim loại nói chung thì chúng ta có là gold, cũng là một loại kim loại này. Cái gì đó bằng vàng cũng được tính là kim loại, đúng chưa? Iron, cái nào làm bằng sắt cũng là kim loại. Sắt thì sẽ có ví dụ như là ở hammer này. Đó là cái búa. Hay là chúng ta có tin. Tin là những thứ làm bằng thiếc. Cái tin này thì chúng ta sẽ thấy ở trong những cái lon coca hay là lon nước ngọt chúng ta mua về. Right? The coke. Yeah, the Coca-Cola can is made of tin. Đó, nó được làm. A can of canned food.
That's right, the canned food is also made of tin. Đó, nhưng cái đó nó cũng là bằng tin hết, là bằng thiếc. Còn iron là bằng sắt. Sắt thì nó nặng hơn, thì chúng ta có thể tưởng tượng như là cái búa đó. Được chưa nào? Rồi, và gold, gold là vàng thì quá dễ rồi. Okay, you have the bracelets, you have the necklace that is made of gold. Hoặc là the ring, ring là sẽ là gold. Rồi, từ remember, dễ đúng không nhỉ Vinh nhỉ? Yeah. Ok, so how about the next word? Keep. Keep. What is keep in Vietnamese? Là giữ. Đúng rồi. Giữ tức là sao? Là mình có một cái món đồ chơi mà mình cảm thấy là ồ nó cũ quá rồi nhưng mà mình vẫn muốn giữ nó để chơi tiếp. Thì mình nói là I want to keep that old toy. Chà. Ok. Next we have the word. Repair. Ok, so what is repair? Sửa. Sửa, ok, vậy thì sửa là sửa cái gì? Sửa một vật bị hỏng. Sửa một vật bị hỏng, đúng chưa? Ví dụ như chúng ta là break, if you break something, you have to repair it. Nếu như mà chúng ta làm vỡ cái gì đó thì tự bản thân chúng ta phải sửa nó, đúng không nào? Ok, good. Rồi, phần từ vựng rất là đơn giản, ngắn gọn và Vinh đã làm rất tốt rồi. Ok, now I want you to look at the word from number 1 to number 6 here. Okay, glue, scissors, dictionary, a bin, a calendar, and a file. Okay, tell me if you have any words you don't understand. Nói cho cô biết có từ nào mình không hiểu không ha? Oh, sorry. Rồi, tell me, do you have any word you don't understand? No. No, okay, right. So what is... Oh, scissors, I know. Okay, you know scissors, right? Yeah. Okay, so calendar, do you know a calendar? Calendar. Do you know a I calendar? know. Okay, you know a calendar. That's good, right? So match the. Information in this on a computer. You keep information in this on a computer or a laptop. Okay. Right, chúng ta sẽ This. đấu cái nửa sau với nửa trước nha, nửa chữ và nửa số với nhau. Okay, a dictionary. When you don't understand a word, look this in to find out what it means. Look in this. Đúng. Còn it's a good idea to put in this. It's Cô đã cô nhìn thấy đáp án của từ wait a E rồi. minute, I match Ok, you match again. Ok, use many color cũng được, dùng nhiều màu để cho cô biết được là đáp án nào nối với đáp án nào. Sorry. What? Okay. Dictionary is B, right? Next, we have a bin, a calendar, and a file. Let's go. Bin. Do you know what bin is? Cái thùng rác. Đúng rồi, chính xác. Done. Done. Okay. Let's check. Hey, scissors. They're usually made of metal, đúng chưa? And you can use them to cut thin cards or plastic. Very good. Chính xác. Rồi, vậy ý đầu tiên nghĩa là gì trong tiếng Việt nhỉ? Vân thử nói cho cô về cái kéo coi. Nó thường được làm kim loại và Đúng. bạn có thể dùng để cắt một tờ mỏng hoặc những đồ vật tái chế. Ok, có thể cắt những cái tấm tấm thiệp để trên nào, cut thin card, cắt những cái tấm thiệp là card này, đúng chưa? Hoặc plastic là bằng nhựa, đúng rồi. Ok, chúng ta nói Nhựa là làm bằng gì cắt được? nhựa thì nếu như mà chúng ta có những cái lớp nhựa thật là mỏng ấy, ví dụ như Vin có thấy là có những cái chiếc ly mà uống một lần sau đó là chúng ta bỏ không mà nó cứ mỏng mỏng mà nó cứ có những cái đường vân vân như vậy nè. Cốc giấy. Gọi là cốc giấy thì đó là tiếng 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 miền Bắc của mình thôi chứ thực ra đó là bằng nhựa đó, vên nó trong suốt đấy mà bóp nó cứ kêu rộp 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 á đó. Cái nhựa đấy thì mình cắt được, được chưa nào, đi chưa?
nhựa đấy thì mình cắt được. Và Vinh có biết cái túi bóng của mình không? Đó, cái Mình túi mà kiểu đâu? ở cái túi mà mình hay kiểu như là đi chợ sau đó là mình bỏ vô ấy. Nó cũng là một loại nhựa đó Vinh. It's also a type of plastic. Nó cũng là một loại nhựa và cái nhựa này nó được kéo rất là mỏng rồi cho nên là chúng ta có thể cắt được. Thì thế nào? We can cut it. Ok, good. Sometimes I can use the hand to cut two layers of Chúng ta sẽ phải xài từ này cho cô em đúng này. Đây là từ tear, xé làm đôi, được chưa? Xé làm đôi. Ví dụ như chúng ta bảo là Sometimes xong I can use hand tear to the plastic bag. tear the plastic Đúng rồi, chính bag. xác. Nào, I xong can. of course, I can too, right? I can do, but that's really good. Rồi, ý là lâu lâu thì mình cần cái túi ni lông nó nhỏ hơn, đúng không? Thì chúng ta tear, chúng ta xé nó ra. Right. Okay, when you don't have scissors, right? Khi mà chúng ta không có kéo thì chúng ta làm như thế. When you don't have scissors, you use your hand. Đôi khi em mời nên sẽ cái đấy làm đôi ra nó cũng hơi khó. Ok, that's right, đúng đúng. Đối với những cái túi mà nó dài hơn một chút xíu, những cái túi mỏng thì sẽ rất dễ. Nhưng mà with thicker plastic bag, it's very difficult to tear them by hands. Good. Rồi, câu số 3, a dictionary. When you don't understand a word, look into this to find out what it means. Chính xác, câu B này đúng rồi nè. Vậy thì cái từ điển này là người ta đang nói gì về từ điển ở đây Vinh? In Vietnamese. Khi bạn không biết một từ, bạn có thể vào đây để tra nghĩa của nó. Đúng rồi, chính xác, tốt. Nice. Next, we have a bin. Bin là, bin is connected to the word F. Đúng rồi. Rồi, đây, cái bin này, cái thùng rác. Người ta nói gì về cái thùng rác này đấy? Nếu có một thứ gì đó cũ và bạn không muốn nó nữa thì đây là một lời ý hay ơi, để thì đây là một chỗ tốt để cho vào. Ok rồi, tức là cái ý kiến hay nhất là bỏ cái ra cái này vô thùng rác đúng chưa nè, bởi vì mình không xài không muốn nữa mà. Tốt, very nice. Rồi chúng ta có từ calendar là chúng ta đối với đáp án D, chính xác luôn. Calendar là cái gì trong tiếng Việt nhỉ Vinh nhỉ? Lịch. Đúng rồi, tốt, calendar là lịch. Còn cái file thì sao? File là một cái tập tin ha, tên tiếng Việt của nó là tập tin nhưng mà chúng ta vẫn hay xài từ file trong tiếng Anh luôn. Cái file này là một cái tập tin mà chúng ta giữ những thông tin này ở trong đó và đặc biệt là nó chỉ có ở trên máy tính thôi. Nhưng mà sao ở trên điện thoại nó lại không có Trên điện thoại cũng có nha, trên điện thoại cũng có nhưng mà chúng ta sẽ cần phải làm quen hơn với cái giao diện của điện thoại để chúng ta biết được là cái file nó cất ở đâu. Chứ thực ra là có, trên điện thoại cũng có file đó. Rồi, file này thì nó sẽ tồn tại dưới nhiều dạng. Thứ nhất đó là chữ viết nè, được chưa? Thứ hai nữa đó là hình ảnh và thứ ba nữa đó là video, đúng chưa? Rồi và nó còn có cả là âm thanh nữa, tức là recording nữa đó. Sao? Rồi, đó là file bởi vì thông tin tồn tại dưới nhiều dạng. Thông tin dưới dạng chữ viết, đó tức là chúng ta gửi tin nhắn cho nhau thì nó cũng là một dạng thông tin. Rồi nhưng mà còn cái tập mà các cái tập thông tin mà file khác thì nó sẽ là picture, video hay là sound. Được chưa? Ok, tốt. Rồi. Ok, right. Câu đầu tiên thì nó sẽ là calendar in the classroom. Ở đây chúng ta không thấy nên chúng cô sẽ không hỏi câu đó. Vậy thì Vinh nè, do you have a calendar at home? Yes, I have a calendar at Okay, so where is it? home. It's on the wall. Oh, it's on the wall. In which room? In the living room. Okay, so can you say that again? It's on the wall in the living room. It's on the wall in the living room. Đúng rồi, chính xác. Khi mà cô hỏi where thì cô muốn là nó cụ thể một chút xíu. Ở trên tường thì phòng nhà, nhà mình có rất nhiều tường mà phòng nào cũng có tường hết. Nhưng mà phòng nào cụ thể phải là living room. Ok, that's good. Đúng rồi. Right. Where do you find glue and scissors? I find glue and scissors Like, do you the library. Cô ơi, hiệu sách là cái gì ạ cô? hiệu sách là Trong tiếng Việt. bookstore.
Bookstore đúng chưa Đúng nào? không? Bookstore. Đúng không? Hay là chúng ta đang bảo là cái văn phòng phẩm, cái chỗ mà bán Cái văn phòng phẩm. Đúng rồi, đúng rồi. cái văn phòng phẩm thì chúng ta sẽ có một từ hơi khó nha, stationery. Đó, at the stationery. At the station, I find glue and scissors at Đúng rồi, stationery ở đây là văn phòng phẩm hả? stationery. In In what? the stationery in my place, I have comic books too. Of course, like lots A of station. pen, Pen. many pens and toys. That's right. At the stationery, they sell a lot of interesting things like notebooks, đúng chưa nào? Ở đó họ sẽ bán là notebooks nè. They sell notebooks, they sell pens, rulers, they sell chalks. Họ sẽ bán cả phấn nữa. Sometimes they sell comic books and magazines, đúng chưa? Magazine. Magazine, tạp chí, đúng chưa nào? Oh. Magazine, tạp chí. Nếu như mà chúng ta đọc vào comic book là bởi vì chúng ta còn nhỏ, thì lớn chúng ta sẽ đọc là newspaper hay là magazine. Đó. Newspaper thì là những cái tờ giấy nó rất là mỏng, còn magazine nó là một quyển, nó dày hơn và nó đẹp hơn nhiều. Ok. Rồi, we Yeah. have the word stationery, văn phòng phẩm. Rồi, mình có cần ghi từ này xuống không? Bởi vì từ này vừa dài vừa khó. Stationery. Stationary, I can read. You can read that. Okay, I just want you to remember that. Rồi, okay, Vinh, do you use an English dictionary? I Oh, you don't. don't? At my home, there isn't an Oh, you don't have a English dictionary at your home. Okay. Right. So, Vinh, do you use a Vietnamese dictionary? too. There are Vietnamese dictionaries, okay? Có từ điển tiếng Việt luôn. Là dùng khi Nhưng mà nào nhà em cũng không có. mà... Ừ, nhà em cũng không có. Và sau này nếu như mà chúng ta muốn làm các bài tập tập làm văn ấy, mà chúng ta muốn tìm cái từ hay trong tiếng Việt, thì chúng ta có thể... you can buy a Vietnamese dictionary. Chúng ta có thể mua một cái từ điển tiếng Việt. Right. Đây, English Dictionary là sao? Ví Tiếng dụ... Anh. Đúng rồi, là ví dụ như bây giờ cô có chữ fish đúng chưa nào? Thì chúng ta sẽ không có tìm cái từ tìm cái dịch nghĩa của nó trong tiếng Việt, mà chúng ta sẽ chỉ tìm thấy cái dịch nghĩa của nó trong tiếng Anh, đó là type of animal that lives right, underwater. Đó. Đây nó gọi là English Dictionary, là cái từ gốc, từ mà chúng ta muốn tra nó sẽ là tiếng Anh và cái giải nghĩa của nó cũng là tiếng Anh luôn, được chưa? That is an English Dictionary. Right. Ok. Rồi nếu mà chúng ta không có từ điển ở nhà thì câu này hỏi cũng hơi khó. What kind of dictionary do you like most? Do you like dictionary first? Mình có thích từ điển trước không đã? I have a very thick book, Oh yeah. and it have many my in have It has many no, many it's a words. lesson. Many words là Because từ vựng á hả? at the world. Okay, it has many lessons about the Được cô world. ơi, khoa học kỹ thuật trong tiếng Anh nó là cái gì ạ cô? Science, the technological science. Nó hơi khó một chút xíu, nhưng mà chúng ta cứ kiểu như là technological science. Đó, từ này hơi dài ha. My book has technological Đọc science. nè. Sorry, cô ghi cũng sai nữa. Cô ghi cũng sai, cô viết thiếu một chữ. Đây. Cô viết còn viết dư chứ. Đây, technological Technological science. Technological science. Đọc lại cho cô. Technological science. Đúng rồi, technological science. Đó, được Hơi chưa? dài đấy. Đúng chưa? Đó là từ già cho nên là có vẻ là nó chắc không cần biết đâu. Chưa cần biết đúng hơn chứ mà không cần. And in that book,
summer lesson about animals too. Very good. About the bugs and so many. Oh, And I have some lesson about the human too. so many. Oh, like does it have lesson about human bodies like the mouth or like the stomach? No. Mời trong quyển sách của em nói ở những cái trang đầu tiên nó là nói về tiến hóa của con người thôi. Bởi vì cô hồi xưa cô cũng có một cuốn sách tương tự như vậy nhưng mà nó nói về cơ thể của con người, the human body, right? Okay, it talks Nó about. cũng bị này em ạ. Là mua tháng 11 năm ngoái giờ vẫn chưa đọc hết. Mình chưa đọc hết nhiều vậy cơ hả? Vâng, mấy nó tầm 200 mấy trang cơ mà. Rồi, Linh ơi, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhỏ nhỏ nó đang tương tự như cái dạng bài listening của Flyer mình để cho nào. Đó, listening của Flyer nó sẽ khó hơn Mover một chút xíu bởi vì sao? Bởi vì Competition is works. Competition. competition, cuộc thi để cho nào? What kind of Competition. competition is it? Đây là cuộc thi gì? Is it an art competition, cuộc thi vẽ tranh, a music competition? Hay là a spelling competition là cuộc thi đánh vần. Được chưa? Rồi cái thứ tự câu hỏi nó đang hơi bị rối này, Vân nhìn cho cô nhé. Câu số 1 đến câu số 2, câu số 2 đến câu số 3. Ok. Three. Đúng rồi, nó đi theo hình zigzag như vậy đó, được chưa? Ok, nó hơi khó chịu xíu. Rồi, mình lắng nghe ha, mình hiểu hết đề chưa nào? Ok, do you understand everything? Can we start? Okay. Okay, let's go. 9B. In my classroom. Listen and look. There is one example. Where can William sit now? Can I sit on one of the new dark blue chairs today, Mrs. White? Not today, William. Sit at your normal desk by the door, please. Can't I sit at the back of the classroom with my friend Charlie? Sorry, not this morning. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. Rồi bắt đầu từ câu số 1 ha. One. What is the first lesson today? Are we going to have a sports lesson today, Mrs. White? Not today, William. Your sports teacher is ill. Oh no! Will we have maths again then? No, you'll have a geography lesson first this morning. Mr. Jones will come and teach you in that class. Two. What should the students take to their art class? What must we bring for our art class tomorrow? You'll need to bring some glue. That's all. But what about scissors? We're going to cut out some pictures from magazines again, aren't we? Yes, but I'll give you those. I'll give you pencils and rubbers too. No, Three. can I listen again, What please? did William forget to bring to? Okay, let's go. Câu số 2 ha. What should the students take to their art class? What must we bring for our art class tomorrow? You'll need to bring some glue. That's all. But what about scissors? We're going to cut out some pictures from magazines again, aren't we? Yes, but I'll give you those. I'll give you pencils and rubbers too. Go. Three. Rồi, nghe được chưa? Rồi, ok, Oh. C, C Three. What did William forget to bring to school? Now, have you got all the things that you need at school today? I've got all my books. Well done, William. But you'll need other things too. Well, I've got my new plastic ruler, but oh no, my glasses aren't here. Oh dear.
Well, perhaps your mum can bring them for you. 4. Where should the students put their dictionaries? Now, take out your new blue dictionaries. The ones in our desks? Yes, William. And put them on that empty shelf. The shelf that's next to the cupboard? I mean the one above the bookcase. Oh, okay. 5. What kind of competition is it? Right. One more thing. There's a competition here in school next Tuesday. Yes. There's a circle round that date on the classroom calendar. What kind of competition is it? Is it a music competition? That's a good idea. But no, it's a spelling competition, William. Does the winner get a nice prize? Yes, a poster with all the planets on it. Great. What? Câu cuối là gì? Người chiến thắng có nhận được giải thưởng gì hấp dẫn không? Cô bảo là a poster with a lot of planets on it. Một cái tấm affix, một cái tấm poster, một tấm hình dán đó mà có rất nhiều hình, có rất nhiều hình ảnh của các hành tinh ở trên đó. Do you like that prize? Do you like that prize? Nếu như là Vân thì Vân có thích cái giải thưởng nữa không? Yeah, because that's my favorite. Oh, okay, you like planets, I remember. Okay, now and, let's... In the universe. You like all stars, all planets in the universe. Okay, good. Right, so do you know the solar system? You know the solar system, right? Yeah. You know the solar it's system. So easy, but I have something... don't know about that. Solar system, hệ mặt trời là bao gồm những cái hành tinh mà nó đang ở rất gần mặt trời, nó xoay quanh mặt trời đúng chưa nào? Okay, so which planet is your favorite like in the solar system? Oh. Yeah, in the solar system, which planet is your favorite? Oh. Like my favorite is Venus. Yeah, my favorite is Venus. It looks ugly, but I like the story about Venus. I say to you one thing about the Venus. The Venus is the hottest planet in this solar system. Yeah, but I know. The sun is hotter than Venus? Yeah. Because Venus is the closest to the sun, right? Nó ở ngay cạnh, ngay sát mặt trời luôn mà, đúng không? No. The planet next to the sun is Mercury? Is Mercury, yes. It's Mercury. Okay, I remember and, that. That it's the smallest planet. The smallest planet in the solar system. Okay. Yeah. Right. Good. Okay. Rồi, đố Vinh nè. Vinh, do you Vinh, can you see the moon from Jupiter? Yes, I can. You can see, but Rồi, tức là chúng ta hiểu là ở trái đất thì chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng của mình đúng chưa nào? Đó, bởi vì but cái mặt I know why the Jupiter is not the main is not has the most moon đúng chưa? Yeah, but I think but I know it can see. Okay, right. Tức là ở trên Jupiter thì chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng của Jupiter thôi, cũng giống như là mình chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng của trái đất chứ không thể nhìn thấy mặt trăng của những hành tinh khác. Đó. Yeah.
Right. And Jupiter has a lot of moons, right? Has so many moons. À, có rất nhiều mặt. Most is The most moon đó, has the most moon in the solar system. Trong hệ mặt trời thì là có nhiều nhất. Đó, có nhiều mặt trăng nhất. Ok, đáp án những câu trả lời hồi nãy vừa rồi của Vinh đã rất là chính xác rồi. You all have the correct answers. Very good. Right, do you have anything you want to ask me? Chúng ta có gì muốn hỏi cô trong cái phần bài này không nhỉ? No. No, ok, then that's good. Rồi, ok, chúng ta sẽ tiếp tục cái phần sau vào ngày buổi ngày hôm mai nhé Vinh nhé, tomorrow. Và nhớ sắp xếp cho cô là cái buổi chiều ngày mai nếu mà muốn cô ôn tập IOE với mình nha Vinh nhé. Okay. Right, ok. See you. Thank you so much for coming here. I'll see you tomorrow at 10 a.m. Ok, bye Okay. Goodbye, bye. Bye. teacher.